Còn nghe nói một vài trường phái thiền có cái gọi là thiền năng lượng có thể giúp trị bệnh, chữa bệnh, thì điều này có thật không sư? À, chuyện này có thể có. Chuyện có thể có. À, nhưng mà quý vị nhớ giùm như thế này. À, có một vị cư sĩ đó mà vị này bị bệnh. À, vị này nói với Đức Thế Tôn một điều như thế này, tức là dù cho có một cái dù cho ngoại đạo đó mà họ có cho con một cái lá bùa hoặc là một cái bài chú nào đó, một cái chú thuật nào đó mà con có thể chữa hết cái bệnh này đó, thì dù cho có chết con cũng không có theo. Bởi vì á, căn bệnh này đó nó có thể làm cho con chết hoặc là đau đớn gần chết, nhưng mà căn bệnh này nó sẽ không có khiến cho con phải đi xuống địa ngục, quỷ, súc sanh. Còn nếu như á, mà con theo những cái chú thuật ấy, mà con bỏ tam bảo, con theo chú thuật, thì nó sẽ khiến cho con đi luân hồi trong những khổ cảnh đời đời kiếp kiếp. Tại vì sao? Bởi vì khi mình chấp nhận một cái đối tượng khác ngoài tam bảo và mình thực hành theo phương pháp đó đó, thì đời sau kiếp khác mình sẽ không có duyên với tam bảo nữa, mà mình có duyên với những người theo ngoại đạo, và khi đó mình sẽ càng lúc càng xa rời chánh pháp. Và đương nhiên khi mình xa rời chánh pháp thì mình đi vào con đường tối, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, sư đã từng gặp một vài vị hành thiền cái kiểu mà thiền năng lượng rồi, cái vấn đề của họ là nó giống như là họ bị phá hủy căn cơ á. Sư nói một cái hình dung như vậy, giống như cái căn cơ hành thiền của họ bị hủy luôn. Tại sao? Khi họ hành thiền á, thì họ đi theo lại cái vết xe đổ, họ lại hành thiền kiểu năng lượng. Họ hành thiền casino rất là khó, thì họ hành thiền chỉ rất là khó, họ hành thiền hơi thở rất là khó, họ hành thiền tứ niệm xứ rất là khó. Khi họ thực hành theo đúng chánh pháp, họ hành không, nếu nói họ hành không được á, thì có lẽ là sư hơi nói quá, nhưng mà phải nói là rất là khó, nó khó lắm, nó giống như là một cái căn cơ mà bị hủy rồi đó, mà bây giờ mà đòi rèn đúc lại để mà chỉnh sửa lại cho nó đúng ấy. Nó khó vô cùng. À, có lẽ là những vị đó khi mà gặp một vị nào mà giỏi hơn, cao tay ấn hơn, thì có thể giúp cho những vị đó hành thiền đúng theo chánh pháp, hành tứ niệm xứ hoặc là hành thiền chỉ như thiền hơi thở một cách đúng đắn, chứ còn cá nhân sư sư giúp không nổi. Một cái ví dụ khác giống như là một cái bức tượng hoặc một khúc gỗ á, chẳng thà để nguyên như vậy đó, thì anh đẽo, anh gọt, anh làm thì nó ra nó đúng, nó đẹp. Còn khi anh giao cho một cái người mà thợ tầm bậy rồi đó, họ họ làm nó sai á, sai ít á, thì còn sửa được, còn sai mà nó phạm vào cái lỗi, phạm vào cái căn cơ á, thì có đôi khi một vị đưa vào ở trong cái những cái người mà thợ mà chuyên nghiệp, họ bó tay, họ chịu không nổi, tại vì cái nền tảng, cái gốc rễ, cái căn bản họ bị hủy rồi, họ đã hành theo cái phương pháp sai lầm rồi, mà quay trở lại bắt họ mình đúng sửa cực, phải nói nó cực ghê lắm. À, thành ra là sư không có khuyên, dù cho nó có thể chữa bệnh được cho quý vị đi chăng, không có khuyên.
Bởi vì khi quý vị hành thiền theo cái phương pháp mà thiền năng lượng này đó, gần như là quý vị đóng, quý vị hủy luôn cái cơ hội hành theo chánh pháp. Thật sự nó hủy căn cơ của quý vị. Thành ra là bệnh á, bệnh á thì còn hành được ha, ráng ha, ráng. Phải phân biệt rõ cái nào mình nên làm và cái nào mình không nên làm. Riêng trường hợp này thì sư không có khuyên.